Sốc Cạm Kiếng em xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới toàn thể các bác đam mê săn bẫy. Hôm nay em đưa đến cho các bác những cái sai cạm mà các bác có thể bẫy những con thú từ 15, 12, 15 kg đổ về, đấy là sai cạm 16 cm nhé. Và trong cái video này các bác theo dõi em hết video này, em sẽ đưa đến cho các bác cái giá khuyến mại trong video này và hướng dẫn cho các bác cách phân biệt cạm. Đây là cạm 16 cm nhé. Và đầu tiên em đưa đến cho các bác là cái chất lượng của cạm 16 này. Cạm 16 bên em đang cung cấp cho các bác là cái cạm vanh vuông loại 1. Đấy, hàng rất là dày dặn. Các bác nhìn như trên video này. Đấy, cạm rất là bóng này, khỏe, tròn vanh khít, khít vanh và khít răng các bác nhé. Cái cạm loại 1 này thì nó làm từ sắt và thép không pha gang. Rất là nó là bóng và mịn. Nếu mà pha gang thì nó sẽ sần sùi các bác ạ. Và cái thời hạn sử dụng, thời gian sử dụng, nếu mà pha gang thì các bác đi đánh vài một hai lần thôi nó đã gãy rồi. Nhưng mà cái cạm 16 vanh vuông không pha gang này thì các bác đánh thời gian sử dụng rất là bền, nó hạn chế gãy cho các bác nhé. Cái phần trên nó là cái vanh trên này là làm từ thép này, cái vanh bên dưới vanh vuông này làm từ sắt và cái khuy này là inox. Inox các bác nhé. Đấy. Cạm rất chi là dày dặn. Và bên em cung cấp cạm 16 cm này, có bàn này, có dây đầy đủ các bác nhé. Bàn dây đầy đủ và bàn bên em đang đưa đến cho các bác là cái bàn màu đen, phun tĩnh điện màu đen, tính ngụy trang rất là tốt. Các bác có thể đánh cả ngày cả đêm. Đấy. Bàn thì bên em làm rất là chắc chắn này. Đấy. Cái khóa gọi là lẫy, các bác gọi là lẫy hoặc là khóa cũng được. Của nó là inox các bác nhé, nên là không bị han và cũng rất là bền. Đấy, đấy là phần về phần bàn bên em cũng đã tìm tòi đưa đến cho các bác cái chất lượng bàn tốt nhất này. Và dây, đây là dây phanh xe đạp. Nếu các bác mua combo này bên em đang đưa đến cho các bác với cái giá là 25.000 một chiếc cạm 16 loại 1. Và có đầy đủ bàn dây nhé. Dây thì dây phanh sau xe đạp này. Dài 1,7 m và dày 1,4 l nhé. Đấy. Các bác nhận hàng cứ kiểm tra hàng đúng như trên hình, trên video em quay, các bác mới phải nhận hàng và trả tiền nhé. Cái số điện thoại mà các bác liên hệ cho bên em đặt hàng thì ở góc màn hình, số điện thoại có Zalo, là em sẽ, các bác nhắn tin cho em qua Zalo, em sẽ tư vấn và gửi hình cụ thể cho các bác để các bác đặt hàng cho chuẩn nhé. Và đây em sẽ hướng dẫn luôn cho các bác cách nhận biết cạm 16 để các bác đặt hàng cho chuẩn này. Thường thường tất cả các đơn vị bán hàng bên em đều đo cạm như này các bác nhé. Đấy, đo cạm tràn viền từ bên này sang bên kia, đúng là 16 cm này. Nhiều các bác bảo đo trong lòng này nó chỉ ra 14 cm thôi ạ. Hôm vừa rồi em có gặp một bác khách mà đúng là bán hàng hơn 15 rồi, lần đầu tiên gặp một cái trường hợp khách không biết phân biệt cạm này, lại bảo bên em là đo cạm 16 rồi đo trong lòng. Em bực, em bảo là đã không biết thì còn dạy đời, đúng không ạ các bác? Đã không biết thì lắng tai mà nghe, hoặc là tiếp thu. Đây lại bảo là đo bên trong. Em mà đúng lần đầu tiên bán hàng gặp trường hợp ngang ngạnh như thế. Đấy, đo thì người ta đo tràn viền như này nhá thì mới đúng, chứ đo bên trong thì làm sao mà chuẩn được mà vẫn còn cãi, đúng không ạ? Đấy, đấy là cách nhận biết cạm 16 cm và tất cả các size cạm đều như vậy các bác nhé. Và trong chương trình ngày hôm nay em muốn đưa đến cho các bác khuyến mại là các bác đặt hàng thì bên em sẽ khuyến mại cho các bác mua 10 tặng 1 và có đầy đủ bàn dây. Và các bác mua bên em ship từ 10 chiếc trở lên. Và muốn miễn ship thì các bác mua đặt 30 chiếc trở lên bên em sẽ miễn ship cho các bác nhé. Và các bác muốn đặt hàng thì gọi điện ở số điện thoại hoặc nhắn tin cho em qua Zalo số điện thoại đấy, em sẽ tư vấn và gửi hình để cho các bác chốt cho nó chuẩn. Và để tiện theo dõi em thì các bác nhớ đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông, thả tim, thả like, phần bình luận, tiếp tục theo dõi em ở những video sau em đăng tải những sản phẩm mới hoặc những khuyến mại mới dành cho các bác. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nha.